À, chiết xuất của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. Hoàn toàn chính xác. Chiết xuất của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. B. Ánh sáng đơn sắc không bị khúc xạ khi đi qua lăng kính. Ánh sáng nào khi đi qua lăng kính cũng bị khúc xạ, chứ không chỉ ánh sáng đơn sắc. Như vậy nói ánh sáng đơn sắc không bị khúc xạ khi đi qua lăng kính là sai. Phải nói ánh sáng nào đi qua lăng kính cũng bị khúc xạ, Như vậy ở đây nói không bị khúc xạ là sai. Như vậy B sai. Bây giờ chọn kiểm tra C thế nào? Ánh sáng đơn sắc bị khúc xạ khi đi qua lăng kính, hoàn toàn chính xác. D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có tần số xác định, hoàn toàn chính xác. Mỗi ánh sáng đơn sắc tương ứng với một tần số xác định và có một màu hoàn toàn xác định. Như vậy chọn câu sai là chọn B.